Thưa quý khán giả, sau 2 tuần đầu tháng 3 ra quân, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý người điều khiển xe, phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong toàn thành phố, thì lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã xử phạt với số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ thành phố và các quận quyện đã tổ chức kiểm tra gần 2.000 người điều khiển xe về nồng độ cồn, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính với số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng, kết hợp tạm giữ gần 250 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng đối với tất cả các trường hợp điều khiển xe mô tô, ô tô uống rượu bia. Chỉ tăng cường công tác kiểm tra người điều khiển xe có cồn là biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng tai nạn giao thông, nhất là ban đêm. Từ kết quả đạt được trong 2 tuần đầu cao điểm đã giảm được tai nạn giao thông, ngành chức năng trong thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc tổng kiểm tra nồng độ cồn cho đến hết năm nay.